thuê xe luồng xanh để chở thiết bị y tế không rõ nguồn gốc. Bước đầu, cơ quan công an xác định xe do Lý Văn Thu lái, chở 2.380 sản phẩm nghi là bộ van máy thở, 6.750 sản phẩm nghi là bộ test SARS-CoV-2, 5.200 sản phẩm nghi là tuyếp mỡ màu đỏ trắng. Công an tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, ngày 22 tháng 8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 24H00486 đi trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng Lào Cai đi Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Chiếc xe chở nhiều loại hàng hóa, trong đó có các thiết bị y tế đựng trong các thùng các tông ghi chữ nước ngoài, làm việc với cơ quan chức năng. Lái xe Lý Văn Thu, sinh năm 1997, thường trú tại thôn Ná Rinh, xã Mường Vi, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Bước đầu, cơ quan công an xác định xe do Lý Văn Thu lái chở 2.380 sản phẩm nghi là bộ van máy thở, 6.750 sản phẩm nghi là bộ test SARS-CoV-2, 5.200 sản phẩm nghi là tuyếp mỡ màu đỏ trắng, 1.480 sản phẩm nghi là máy xay và hơn 1.000 sản phẩm nghi chứa các viên giặt Omo. Sở Y tế Phú Thọ xác định các sản phẩm và thiết bị y tế này chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành theo quy định. Theo cơ quan chức năng, xe ô tô mang biển kiểm soát 24H00486 do Bùi Đình Văn đứng tên, đã được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai cấp thẻ chứng nhận phương tiện được ưu tiên hoạt động trên luồng xanh để vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau khi xe được cấp thẻ luồng xanh, Nguyễn Tuấn Anh trú ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã thuê lại xe của Bùi Đình Văn để chở hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ. Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp các ngành chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.